Chúng con xin kính mời Đồng Yên và chúng con kính mời máy Nhật Định Đạo Tràng Thanh Lương 2 Bình Phước chuẩn bị. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, con kính bạch trên Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni Quang Lâm chứng minh. Dạ, con kính bạch thầy Diệu Âm Tịnh Hải, con kính thưa ban tổ chức cùng các cha các má và chư vị liên hữu đồng tu trên đường rơm ạ. Xin thầy từ bi cho con hỏi một câu. Dạ, sau mỗi thời khóa công phu, con thường đọc hồi hướng cầu siêu cho ông bà cha mẹ. Con đọc rõ họ tên và pháp danh của từng người, trong đó có cả hương linh thai nhi con của con. Dạ thưa thầy, mỗi lần con đọc tên hương linh thai nhi như vậy, có phải con lặp lại tội nghiệp mà mình đã gây ra không ạ? Và con đọc rõ họ tên của từng ông bà cha mẹ đã mất như vậy có được không ạ? Dạ xin thầy giảng giải cho chúng con được hiểu để chúng con làm theo cho đúng ạ. Dạ con xin tri ân và cảm niệm công đức của thầy. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Tốt lắm Đồng Yên ơi, hoàn toàn không có gì sai sót đâu. Mình biết niệm Phật thì phải mong sao là thân bằng quyến thuộc mình đồng được vãng sanh. Người thân còn sống thì chúng ta tìm cách khuyên người ta niệm Phật. Những người đã quá vãng rồi thì làm sao khuyên đây? Chỉ còn có nước là đem công đức của mình hàng ngày hồi hướng cho. Cho nên sau giờ công phu chúng ta đọc bản hồi hướng nguyện, đem công đức này hồi hướng cho từng người, tốt lắm, không có gì cả. Hồi hướng cho những người, những thai nhi, hoặc là những lúc mà những cái vong nhi mà chúng ta sơ ý phá thai, chúng ta cũng nên hồi hướng công đức cho họ, nguyện rằng là họ ở trong cảnh giới nào cũng phát tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc đi. Và mình hứa là khi vãng sanh rồi thì chắc chắn đó là ruột thịt của mình tìm cách cứu độ, hoàn toàn không có gì khác nhau đâu, hoàn toàn không có gì sai đâu. Nhớ nhé, cứ tiếp tục làm như vậy đi, và quyết chí là khi mình ra đi nhất định mà cái niệm Phật theo A Di Đà Phật thế. Chứ còn đừng khi mà ra đi thấy ông bà gì đó hàng ngày mình hồi hướng, thấy ông bà ra mình theo ông bà là kẹt lắm nhé. Muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc nhất định chỉ theo A Di Đà Phật. Đồng Yên đã biết chưa, biết A Di Đà Phật là như thế nào chưa? Là chính cái tâm mình ở trước mặt của mình cứ nhận đó là tôn ảnh của Đức A Di Đà Phật, đó là bổn tôn của mình, thì A Di Đà ứng hiện ra, hóa hiện ra giống như vậy để cứu mình, không ai giả dạng đâu. Đồng Yên yên chí đi nhé, không lo gì cả. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, chúng con thành tâm tri ân thầy.